Hello các bạn, thì mình là Chuối đây. Hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục chơi game Toilet. Sikwi đọc 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 jazz jazz, Sikwi đọc đếp đếp đếp. Hello các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với clip tiếp theo của mình. Mình là Chuối đây. Thì trước khi vào clip, mong các bạn bỏ ra vài giây để like và đăng ký kênh giúp mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Thì ở clip hôm nay, mình sẽ lựa chọn clip từ gọi là Port Office các bạn. Đây là những clip mình được các bạn gọi là yêu quý, các bạn ấy tặng mình, hoặc là các bạn ấy gọi là muốn tặng mình một con đó xong rồi đổi lại con gì mình không cần biết. Ảo thật đấy. Nói chung là hôm nay mình sẽ lựa clip từ Port Office để gọi là sao để chinh phục Limea các bạn. Bây giờ thì trong cái Port Office này sẽ hên xui lắm. Bởi vì sao? Bởi vì chưa chắc là nó đã có những con clip mà vượt Limea ngon, nên là sẽ gọi là thử thách hên xui nữa. Bây giờ mình sẽ vào check nha. Không biết sẽ có con clip nào đây. Rồi. Hiện tại mình đang có 38 slot Packet à? Ở đây Packet. Thì không biết, ôi, có ngay con tay từ Silent Man đầu tiên. Thì anh, em fan anh lâu lắm rồi. Để, ngoài này, bạn ấy tặng cho mình con cam ấy, Scientist luôn. Đấy, như kiểu bạn này này, tặng cho mình con Scientist. À không phải là tặng mà các bạn gửi cho mình Scientist, xong các bạn ấy xin Hyper. Anh kết bạn với em đi, anh Chuối đẹp trai. Anh đẹp trai nhưng mà anh full bạn rồi em ạ. Yeah boy. Thế này thì mình có nhiều con để gọi là chinh phục Limea lắm các bạn ạ. À, bây giờ mình nghĩ chắc chắn là Zilip mình có đủ rồi đấy. Nhưng mà bây giờ mình phải cần cái gì ạ? Cần farm. Farm farm. Từ từ lặn lặn. Bú ngay con UTDM. Nhưng mà là từ I am Event The Block các bạn ạ. Đây là con Zilip mà mình gọi là sao? Mình leo top được nha. Top bao nhiêu ấy? Cái tuần trước top 94. Ui, thế mà may mắn mình vẫn nhận được con này các bạn ạ. Ui, thế con này thì cán quét Limea nó không còn gì nữa. Bây giờ chỉ cần một con farm thôi. Thì anh, ui, bây giờ mình sẽ, à đây có con này búp này à. Thế là mình có một con đam cuối này, một con búp này. Cần một con, à con medic này, giải stun này. Con microwave phải không? Cần farm cơ. Nó không có farm nhỉ. Một cái farm nữa các bạn ơi. Mày mới phải như nào bây giờ nhỉ? Mày sẽ sử dụng con này. Hiện tại mình có 6 slot mà. Còn microwave nữa. Microwave. Thế là mình đã có 5 con đúng không? Một con toxic này. Một con UTDM này. Một con unknown này. Một con microwave. Một con medic. Con microwave. Thế là mình chiếu farm các bạn ạ. Thì gọi là để sử dụng combo này thì mình nghĩ là mình sẽ phải mang theo farm vì có con này quá là đắt ấy. Nên là các bạn cho phép mình gọi là bú theo cái farm nha. Chứ bây giờ mình ở trong cái này mình chả có cái con farm nào cả. Thì không có một con nào mang lại lợi tức thì mình sẽ mang theo con Satan nha các bạn. Con Santa này nha. Ok, vậy là ui, tính ra ở cái gọi là hòm thư của mình full unit ngon luôn ấy. Hay là bây giờ mình đi bú luôn gọi là LS nhỉ? Thôi đâu, nhưng mà LS thì cái combo này không phải là combo chuẩn các bạn. Nên là với cả đi LS khá mất thời gian ấy. Bây giờ mình sẽ vào bú luôn ở Toilet City nha. À thật đấy các bạn ơi. Lại mình quên mất mình mang kiểu quen 6 slot đi LS rồi ấy. Thế là vào đây nó được 5 slot và mình éo có cái farm. Thế là mình ra đuổi con toxic lấy cái farm các bạn ạ. À, kiểu giọng này toàn đi endless, đi 6 slot quen rồi, quen thói rồi. Bây giờ vào đây cũng muốn 6 slot nhưng mà admin không cho. Đấy, thế là mình phải ra cầm cái farm vào các bạn ạ. Ui, thế mới quay đầu mình sẽ phải dev à? Dev chay à, sau đó mới là con lò vi sóng này ra à? Con lò vi sóng này dev đầu ngon nha. Nhưng mà quan trọng dev đến bao giờ mới đạt được con gọi là tên Dreamman. Ô, con này có tên của mình luôn này các bạn ơi. Có tên của mình dưới cái thăng 1194. Tại vì đây là mình leo top được nên là mới có tên của mình nha. Bây giờ ví dụ mình mà đưa cho các bạn khác ấy, là sẽ không thấy tên của mình đâu. Nó sẽ thành hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm ra. Nói chung là với combo gọi là nhặt từ Port Office này thì mình gọi là vô địch thiên hạ với con này rồi. Mặc dù nó gọi là sao nhỉ? Nó không gọi là tối ưu nhưng mà nó gọi là tối đa. Đấy, tối đa đam luôn. Kiểu con Secret Agent nên mình mang con đấy vào đây nữa thì xảy con vào 7, đặt đây đi. Đặt đây cho đẹp chút nha. Thì giai đoạn đầu mình sẽ đẹp bằng con lò vi 6 này thôi. Lâu lắm cũng không chơi Limea rồi, dạo này toàn chơi LS, toàn cái chỉ thôi. Với cả bây giờ LS, chúng ta đi solo ấy nên là các bạn cứ gọi là cày lên danh max đi. Các bạn đi solo LS cực kỳ dễ luôn.
Giờ áp con này ra, con này bao tiền? 600 mới lên được à? Hơi đắt tí nhá. 5 tí là thêm con nữa vào đây. Ô này ngon hơn. Có ô này vừa mình đặt vội để mình đép thôi các bạn ạ. Thực ra ô này không ngon lắm đâu. Có cả Medic Me đủ đây rồi. Có cả búp ân lao đây rồi. Có cả đam cuối rồi. Rồi đặt thêm con nữa đép nhá. Quê này hơi căng nên mình đặt thêm con nữa đép. Với cả mình cũng dư tiền đã farm mà. Mấy con này còn có stun nữa cơ. Khá là ngon nghẻ nhá. Hết sảy nhá. Ui, tính ra các bạn gọi là cũng tặng cho mình nhiều con ngon phết đấy chứ. Ví dụ mình mà một lưu bi ấy thì mình gọi là cảm thấy quá hạnh phúc luôn. Thật sự rất biết ơn các bạn khi mà các bạn tặng mình. Nhưng mà bây giờ gọi là điều kiện mình cũng gọi là có chút điều kiện đấy. Gọi là có tí kinh tế ấy. Các bạn được các bạn ủng hộ nên là có tí kinh tế thì là mình cũng không thiếu unit nhiều. À nhưng mà hiện tại nhá, mình mới chuyển sang Skibidi Toilet đấy. Đấy bên đấy mình éo có unit nào cả các bạn ạ. Thế các bạn xem xét này, các bạn có tặng mình thì tặng mình bên đấy nhá. Nói chứ bây giờ gọi là mình ở trên shop mình có mở thêm cái dịch vụ bên Skibidi Toilet. Skibidi Toilet Defense đấy, các bạn có nhu cầu có thể ghé tham khảo nhá. Từ quay lại trận đấu này, nãy giờ Pia hơi nhèo ấy. Up farm, up con này lên. Up thêm con này lên nữa. Hơi thiếu đam này các bạn ấy. Nhìn cái này là hơi thiếu đam nhá. Up thủ farm này lên, ui 6 up con này. Chúng ta lại đầu mình sẽ đem một con microwave để khi mắc farm thôi. Mà mình không biết mấy con microwave thì sẽ ngon. Không biết là mấy con thì sẽ đem ngon. Tại vì trông hơi... ui máy đây choáng lại. Hơi tàu an toàn à, thêm con này nữa đi. Thêm con nữa cho chắc kèo nhá. Biết đâu con này sợ lọt này này. Sợ lọt con này lên. Ui còn bị stun đấy kìa. Hết cú. Ok rồi đấy. Bye. Ý thế. Bỏ con này à? Thôi không bỏ đâu. Mình tính bỏ con kia đấy. Nhưng mà thôi, bỏ thì phí các bạn ạ. Mình tính là không gọi là không đặt một con nào ra khác ấy. Thôi kệ nữa, đặt rồi chỉ để đây luôn nhá. Đép cái này hơi toang rồi. Đép mà con này hơi toang rồi. Do mình gọi là không sử dụng mấy con này nhiều nên là không căn được đam. Không biết là quê nào chúng ta nên đặt con gì ra kiểu vậy á. Để con medic vào đây nhá. Nó kháng stu tí. Hồi trước có con medic này là VIP Pro chứ. Nhưng mà bây giờ thì không VIP rồi. Hết VIP rồi. VIP nhưng mà không Pro các bạn ạ. Up con này lên, cho một con lên level cao cao một chút đi, đép cho dễ. Cho đỡ lục. Nãy giờ là W12 thì cũng lọt ít thôi, không phải lo lắm này. Ý đặt một con UTDM ở đây nó xích hết lại là đi hết chứ có gì đâu đúng không? Quan trọng là có đặt được không, có sống được đến lúc đấy không. Up con này lên ạ. Thôi cho thêm một con nữa cho nó múa máy cây cuồng ở đây đi. Con này đi, bán đi. À lấy tiền. Lấy tiền có thì up con nào lên thì up. Nè choáng lại luôn nè. Đấy tính ra bây giờ con này đép đầu ngon nha. Nếu các bạn không có điều kiện thì lên up cái con như này để đép đầu nè. Vừa có đam áo e này, vừa có gọi là stun toilet này. Đấy, đép đầu ngon, cho con này lên luôn cho giải stun. Cái đợt mình sử dụng con medic này là cái đợt chơi Turkey Town ở sự kiện gà Tây các bạn ạ. Hồi đó là hay sử dụng con medic này. Đó, nhưng mà bây giờ thì bớt rồi, ít rồi. Không phải là ít rồi mà nó có con khác rồi, biết thật. Không, mấy con Zilit đi. Mấy con Zilit giờ nó cũng có khả năng tự giải stun rồi. Nên là chúng ta cũng chẳng cần mấy con riết mấy con giải stun nữa rồi. Hồi xưa là auto cần đấy. Cũng không phải là xưa lắm, khoảng nửa năm trước thôi. Là auto cần mấy con giải stun. Nếu không có mấy con giải stun thì dễ niệm. Được vậy. Quay con này trông bay nhanh nhanh. Choáng lại, không choáng lại là thua. Choáng lại mày bay, cho mày bay về đấy đấy, chắc chỉ đã lổ bay. Mày bay luôn đấy, thả mày luôn đấy. Mày đi luôn đấy, up con này lên. Mày đi luôn đấy. Bay thật đấy. Nó bay nhanh quá các bạn ạ, với cả mình không dính trưởng stun. Nhưng mà dính stun thì ngon hơn rồi. Mà lại không dính cơ. Này vãi. Hết cứu, ui 70 máu. Ý thế hết cứu thật đấy chứ. Bình mọm đấy thôi, nhưng mà quả đấy hết cứu là hơi cay đấy. Hơi bực đấy. Cho mấy con này búp đi, búp cooldown đi. Nếu mà có con DJ búp down thì chắc ngon hơn. Thôi búp cooldown cũng được cho nó quậy cho nhanh.
Thì map file thì mình mới dùng con UTDM được nhá. Thì bây giờ mình đặt con UTDM ra là bị thọt một tiền các bạn ạ. Ok này, mắc con này này. Cho một con này mắc là có thể đép được ngon ngon đấy. À, quay sau up farm đi. Quay 20 rồi, phải up mắc farm luôn. Bye. Mắc được tool cả mấy cục này của mình luôn. Tránh ra để up farm coi, tránh ra. Này 2000 up lên luôn cho khỏe đấy. 2000 thì đẹp luôn, nhưng mà tí nữa. Quay bắt đầu thấy mấy con bồ cầu này trâu hơn rồi các bạn ơi. Bắt đầu thấy cụ đi chân lại toát rồi đấy. Cái cả mình bị stun nữa này à. May còn mang theo con medic nhá. Không nó hẹo rồi. Quay 21. Ui giời ơi, combo này tính nào cũng khó chơi đấy chứ. Thì dễ đâu, chẳng qua là có con này về sau đam nó dễ thôi chứ. Giai đoạn đầu có thấy dễ đâu, tí mình đặt xa xa ra chút, đặt đây. Nên up một con này mắc không? Up một con này mắc đi. Up một con này mắc để nó đam con này các bạn ạ. Đam con dưới áo ồ này. Phải nó lặn lặn đi này. Cũng hơi rén. Này qua choáng lại. Một con. Còn đỡ nha, không choáng sao đấy là giống liệm lắm đấy. Ok này, up mắc farm này. Ok, một ca tiền nữa thì mình sẽ đặt con gọi là chúa tể của game này. Mà con này mặc dù không phải là mạnh, nhưng mà nó gọi là exit ít nhất, nó hiếm nhất các bạn ạ. Hiếm hiếm, hiện tại chỉ có 1194 exit thôi. Khá là hiếm. Đó, ra trận rồi. Bây giờ chỉ up con này thôi. Không thể up thêm một con này nữa. Đó, bây giờ chuyển sang up con này. Ngon rồi. Bây giờ cứ đợi tiền thôi. Chắc một con UTDM này của mình đủ gánh team rồi các bạn ạ. Không cần phải con nào nữa đâu. Một con này vừa xích vừa đánh thì up lên. Level 3 là mình có xích hay sao ấy. Nếu mình nhớ không nhầm là level 3 là mình có xích nha. Để coi. Bây giờ mới level 2 thôi. Chắc phải 2 wave nữa. 2 wave là có xích thì nó mạnh lên một chút. Ui, vai thiếu này. Cái đặt cái boom này hơi thiếu này. Quả đấy mình lại không để ý nhỉ. Đặt ra sát đây cho nó boom cooldown tí đi. Đặt lại đi. Lại à, ok. Cho nó búp giảm cooldown đi. Được phần nào búp thì được các bạn ạ. Lẹ lẹ W26 up lên này. Bây giờ nó không xích được vào rồi sao ấy. Đó. Khi nào nó mở cái này ra nó xích vào này. Ủa, phải leo vào sau à. Leo vào này vẫn chỉ mổ mổ thôi à. Giờ mình cứ đem đến cuối game thôi. Nhưng mà giai đoạn cuối mình sợ mình không có tu sập kíp được cơ. Cái con này nó là con đam đơn mục tiêu ấy, nên là hơi khó. Chắc sẽ phải up mắc mấy con này. Mấy con đệ tử này phải up mắc lên này. Mấy con đệ này phải up mắc lên mới đỡ được. Mà búp con này lên. Thôi giải stun. Ok, chuẩn rồi đấy. 4 con này với 1 con, 2 con búp. Ok. Hiện tại đang thấy khá là ổn. Sợ tí nữa ổn nói lìa nữa các bạn ơi. Một tí nữa sợ ổn nói lìa mất. Giờ thì đang ổn nhưng mà tí nữa thì chưa biết được nha. Vì sao vẫn chưa up được, vẫn thiếu tiền. Bổ nó. Ui tí ra con microwave nhá. Vừa có đam, vừa có stun luôn. Lý vậy. Giống như con Mi Wing ấy. Con Mi Wing cũng ngon. Con Mi Wing auto skip Limea được luôn. Mà giá chỉ có 100 game, quá rẻ. Con này thì mình không biết là bây giờ đang bán ở mất chỉ là bao nhiêu các bạn. Đang bán ở chợ là bao nhiêu. Ok này, xích vào, có xích không? Ui, sao cái xích này bây giờ ảo thế? Hay do hình ảnh mình bật cái gì lên nhở? Đâu có bật cái gì đâu. Ui, bây giờ nó khỏe này, nó luôn con nào là hẹo con đấy các bạn ạ. Bây giờ đam 90.000 rồi, con nào 80.000 máu là gặp mình là hẹo ngay. Chỉ mấy con 200.000 này không hẹo được, nhưng mà con 80.000 máu là liệm. Tại vì đây là đam mình đang 80 nhá. Còn có giảm cooldown nữa thì một giây nó đam nhiều hơn thì sẽ mạnh hơn. Lướt vào. Đó, con 200.000 máu này thì hơi lâu. Đó, con 200.000 máu phải dí hai cái mới liệm các bạn. Mới hiểu. Bổ nó. Quay 33 thôi. Chắc phải mắc cái này đặt được hai con các bạn.
mắc hết cái đám này, đạt được thêm con nữa thôi. Có thể tí mình bán với con Michael Away đi, sử dụng con Up The Real thôi. Hai con Up The Real là đủ rồi mà. Hai con này đặt xa xa gần nhau nó rất chịu các bạn ạ. Hai con này nó tối tiện tích lắm nên là không đặt gần nhau được. Mổ nó đi, mổ nó đi em, mổ nó đi. Mổ nó đi. Về cái đoạn này đợi là hơi lâu các bạn ạ. Đoạn này đợi làm là hơi lâu, hơi mất thời gian. Mổ nó nhanh lên, kiếm tiền về. Ok này, một con bắp này, thêm con nữa, trồng thêm con nữa ra đây để ăn thêm nhiều. Một con bắp bao nhiêu cooldown? 0.8, thì được 180k đam thì phải, đâu phải hơn chứ, một giây phải hơn, một giây phải hơn 180k đam, phải gần 200 mới chứ. Con này lên tiếp vì chắc hai con này là càn quét được cái map này rồi. Thêm đám microwave này sờ tun phụ nữa thì coi. Vậy mình không ngờ là mình quên mất là mình được top LS và mình gọi là quên chưa nhận luôn, chưa nhận con up the real này luôn các bạn. Vậy thật giờ mới nhớ ra là tuần trước được top xong rồi thấy ở trong office thì mới bất ngờ đặt mình ngã ngửa các bạn ạ. Tí thì gọi là nhiều khi mình hay hoàn lại đơn cho các bạn cơ, hoàn lại thư cho các bạn cơ. Thế quả đến mình mà hoàn lại thì không biết gọi là event Ivan ấy có gọi là gửi lại cho mình không ta. Quả đấy mình mà hoàn lại thư thì không biết có gửi lại không. Tại vì thi thoảng mình hay gọi là không muốn nhận, không phải là không muốn nhận mà mình gọi là sao nhỉ? Nhiều bạn cứ nhắn cho mình là xin ấy, thế là mình cũng không muốn nhận thật. Rồi mình kiểu hay hoàn lại hay hủy lại đấy. Quả này may thế, hôm nay mình đúng kiểu làm clip thích thử ở trong đấy lấy Julius ra đi live me thử, nhưng mà ai ngờ gặp hên, gặp ngay con up the real từ Evan. Uầy sao nó lọt thế đấy các bạn thấy không, con này nó mổ kiểu đơn mục tiêu, nó mổ từng con đi đầu một đấy, hơi khó nhằn đấy. Không biết có kịp mắc thêm một con nữa không, hay là mắc một con này giống liệu lắm này, giống tàu hoang toang lắm này. Mổ nó đi. À cho nó bắt con sở cho nó. Cho nó bắt con sở cho không ạ? Đó cho nó bắt con sở cho. Con phớt thì thôi, một con bắt phớt, một con bắt sở cho. Lý luôn. Đúng là hợp lý thôi, một con bắt phớt, một con bắt sở cho là ổn. Đó cho hai con nó bắt thế này thì mới ổn được các bạn ạ. Có khi mình phải đặt thêm microwave đi chứ. Microwave ngon. Thêm một con lò vi sóng nữa nha. Tại vì hiện tại mình đang bị thiếu đam AOE. Không biết phải xử lý như nào ấy. Ôi bị stun nhiều vậy, chết rồi, liệm rồi, đừng bắt nó lại. Cố gắng mắc con này, mắc level đó, mình sẽ bổ sung lượng đam từ microwave nhá. Chứ con này nó không đam được kịp ấy. Để coi. Con này nó bắt đầu lọt đi, cho con này lên first. Cho first bắt thôi. Ai cho mình lâng một con đi, cho mình lâng lên. Bắt đỡ. Bị sở tùn cay thế. Đặt ở đâu bây giờ, đặt đây đi. Đây mình sẽ bổ sung đam từ mấy con mai của Luway nha các bạn. Hai con up the real mình nghĩ là đủ. Mình nghĩ hai con up the real là đủ. Nhiều quá cũng dư lắm, chả làm gì cả. Bắt chúng nó lại. Còn microwave này mà có kháng sở tun thì tuyển cả là bởi ấy. À, hơi tí là bị sở tun này, hơi toang. Thêm con ở đây. Ok này. Trông hơi toang ấy nha. Tí mình còn bán farm nữa các bạn, mình còn bán farm nha. Bán farm các kiểu là điểu nữa. Mình có lên để hai con medic vào chân nữa. À mình cần thêm một con medic nữa. Hiểu luôn, mình cần thêm một con medic nữa vào đây. Nó giải stun rồi, chuẩn luôn, khớp rồi. Hai con medic là đủ. Thêm hai con microwave. Đặt nó vào đây đi. Một con. Đặt thêm cái farm. Đặt thêm con nữa vào đây. Hai con, ok.
Ai, toàn bị stun đấy các bạn nhìn này. Ui có cả clip béo. Clip béo, mình vừa thấy clip béo cuốn. Á đù, clip béo đang cuốn ở đây các bạn ơi. Sợ nó lao một mạch vào bay thôi. À cũng có drill mình xích lại mà. Không lo. Con này nó không lao đi được. Mình có drill của mình xích lại mà. Con này đam đơn mục tiêu cờ lia hơi lâu ấy. Được cái mồm to, ăn đớp thì ác nhưng mà yếu. Ăn nhiều nhưng mà không được việc các bạn ạ. Đấy, nó đớp nhiều lắm, nó nghiền hết toilet nhưng mà nó có được việc đâu. Nó kiểu chậm ấy. Đúng là gọi là ăn no ỉa to bãi cỡ ứt đó. Chứ không được tác dụng nhiều. Như đi LED thì bây giờ người ta không có sử dụng con này đâu. Người ta sử dụng Hyper luôn. Hyper đam ngon nhất rồi. Chứ đâu có thèm sử dụng con này làm cái gì đâu. Để coi nào. Giờ ra smooth toilet à. Bắt luôn con to này đi. Bắt luôn con to này. Xong chứ có gì đâu. Thôi để mấy con nhỏ kia bắt mấy con kia. Ok rồi, xong game. End game nha các bạn ạ. End game, không có gì để nói nữa. End game. U 17 phút, ui đi lâu thế. Thôi nói chung là đây là clip mình gọi là nhặt combo từ Bodofi các bạn. Thì nói chung là khá là mạnh với con UTDM này, không có gì để nói rồi. Thì clip này của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên để lại một like và đăng ký kênh giúp mình nha. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nha. Bye bye.